Hai cả nhà, hôm nay Alex sẽ làm cái design mới nha. Trước khi Alex làm, Alex sẽ lấy cái kính hiển vi để Alex phóng cái QR code lên thử. Thử cái wow, sợ phí đi. Phóng lên mấy QR code ha. Ok rồi, bây giờ tối nay Alex sẽ làm một cái nail design đại khái như cái ocean, đại khái giống như cái mermaid. Thì trong cái set bột 50 màu sẽ có những cái màu này ha. Nếu các bạn nào mà chưa có cái set bột 50 màu thì có thể order website ha. Đó, thì Alex sẽ hướng dẫn mọi người cách họa tiết những cái màu bột này. Đó, thì Alex vừa có rồi, Alex sẽ kết hợp với một màu nữa, cái màu rất là đẹp. Cái màu này gọi là màu Corona Pink nha, cái màu này này. Đó. Thì trước tiên khi Alex làm, Alex sẽ cho mọi người xem thử cái Alex nail. Alex mới thiết kế một cái bộ nail xong, đây là một cái ocean. Đó. Đây là cái French. Đây là cái mà chặt nó là trước những mọi người làm cái này ngắn lên đó, và đây là cái đá cẩm thạch ha, các bạn nhìn không đó, nhìn nó giống y chang như thật luôn đó, đây là cái có cái ngựa đó, rồi tới này đây là cái design là mới show cho mọi người xem thôi, nhưng chặt nữa tay kia là sẽ làm khác biệt với tay này một xí đó, thì các bạn sẽ coi thử cái nail của này như thế nào ha. Trước tiên là sẽ show cho mọi người xem thử ha, đây còn thấy không, relax không, relax. Alex sẽ show cho mọi người xem thử cái Alex từ cái marble cho ra thiết kế tiếng bộ nail. Đó, hai chị. Đó. Mình sẽ để lên đây. Nhìn ha. Đó, nhìn nó rất là đẹp ha. Cái màu Corona Pink này là cái màu cho Smile vừa mới mix ra. Nó rất là đẹp và nó rất là tự nhiên. Các bạn thấy cái pink này. Nó đẹp lắm. Đó. Đó, đây là cái diễn. Đó, đây là cái mà trong cái đá mà nó chảy ra này. Nó có những cái kim tuyến trong này ra ha. À, trong set 50 màu ha, thì hy vọng hôm nay là sẽ làm một cái like này về cái thích mix những cái nail design cũng giống như cái cup and shape. Các bạn thấy là chuỗi cup and shape không đó, đây là cái nail mà rất là khó giũa tại vì nó rất là dài, nên là sẽ cho mọi người xem thử khi vuốt nó xin thử như thế nào ha. Ok, bây giờ cái tay mobile này là người mềm mẻ ha, thì là sẽ làm cho mọi người xem đó, trong cái thời gian chờ đợi mọi người có thể bấm share video cho lịch nha. Thì khi chuẩn bị làm những cái này thì các bạn phải chuẩn bị những cái màu để làm cho ocean đó, thì nó có những cái màu là màu Corona ha. Các bạn sẽ chuẩn bị cho lịch là một cái bình đá như thế này đó, cái này có thể mua ở ngoài supply, còn nếu không nữa thì các bạn có thể làm bằng cách lấy hai màu họa tiết phối cái thằng này thì nó ra bình đá. Lại có hai cách làm đó, nhưng mà các bạn sẽ đam mê, các bạn sẽ tìm được một cái phân tích. Và cái thứ hai nữa, Alex sẽ có những cái design ở đây chuẩn bị. Thì trên này sẽ có tất cả những cái vỏ cá ngựa này ha, vỏ cá ngựa sao có sẵn hết ha. Đó, thì Alex chuẩn bị cho mọi người xem đó, cái guốc với đó là sẽ có những cái kim tuyến này, cái kim tuyến rất là đẹp. Rồi thứ hai là cái này là để làm gì, để phân đá. Cái này là đây là một cái kim tuyến unicorn rất là mượt. Ok, so các bạn chuẩn bị chưa đó, bây giờ là sẽ vô cái guốc cho các bạn coi thử ha. À, từ cái cup mình sẽ từ cách nào là sẽ show, các bạn thấy không, gần vô đây này bạn sẽ thấy rất là rõ của cái nail mà Alex vừa mới thiết kế ra này. À, cái top coat này rất là bóng ha. Dạ đúng rồi, trong cái set 50 màu cũng có mà trong 75 màu cũng có nha. À, thì đây là những cái dàn bột mà Alex đã có sẵn trên này nè. À, đây là mới có 100 màu thôi, 100 màu thôi. À, thì Alex sẽ cho các bạn coi ha. Các bạn chuẩn bị chưa, chuẩn bị vô nha. Các bạn thấy những cái dàn mà Alex có Alex làm việc chưa. Đây là cái bàn, thì có thể những bạn nào mà mới mua slide thì sẽ có những cái dàn này, và bên kia nó một khu phòng bên kia nữa, và bên này là một cái phòng để mọi người ngồi để có những cái TV video. Ok, rồi bây giờ là chuẩn bị nha. Là khi các bạn làm thì những người ngoài họ có thể coi cái TV ở đây. Đó, thì khi Alex làm show có thể coi cái TV. Trên này thì Alex có cái hệ thống đèn này ha. Đó, các bạn phải muốn làm live đẹp á, các bạn phải có cái hệ thống đèn này, các bạn làm xuống nó mới sáng được. Đó, thì Alex sẽ chia sẻ những cái technique, những cái mẹo. Đó, hy vọng mọi người sẽ làm tốt hơn nữa. Bye bye nha. Ok, bây giờ Alex sẽ vô. So. Ok. Còn thấy chưa? Chuẩn bị nha. Đây là cái nail Alex đã chuẩn bị hết rồi này. Ha. Còn thấy đây là cái cup and shape này thì hơi khó một xí. Nhưng mà hôm nay Alex sẽ chia sẻ mọi người cái technique làm sao để attach ha. Before Alex làm, mọi người có thể share video này cho Alex được không? Ok, so tonight I want to show you guys the nail art design.
For the ocean nail design, so I can show you guys the techniques how to do the ombre and put the design right here. And the second thing too, I have the skill I can show you guys I do with the snake right here. Make sure the design right here is really nice. And the second thing, I can show you guys how to cut a smile line. And this one I do by the Ross Marble, you guys see it? Yeah. And okay, so right now I show you guys the techniques how to clean all the nail. Before you guys do it, you guys have to have the all the debit and lại có những cái dàn kim tuyến này, các bạn thấy không? Đây là những dàn kim tuyến rất là đẹp. Qua dần ngày nào nó cũng mang mấy cái kim tuyến cao lại thế, nó khi nào về rồi cũng mang hết. Nó trời ơi, kim tuyến đẹp quá. Alex nói là chờ đợi là hạnh phúc nha Ryan ha. Ok, trước khi Alex làm thì Alex sử dụng một cái đồ dũa này ha. So before I do it, I'm you clean a little bit. Bây giờ Alex sẽ làm. I click have to clean all the cuticle bed right here. Make sure clean it. Các bạn thấy không? Phải làm sao cho nó bỏng hết này, cho nó sạch hết cho Alex này. Các bạn thấy không? Rất là sạch. Dũa sạch hết để làm gì? So cái nail mình nó sẽ last longer and it's non chip off ha. And this one too. Hi Brian, rồi hi Kelly, hi anh Đại, hi Osem, rồi hi mang lưới đó, mang lưới đó là ở mua ở ngoài Quang Mạc nha, mua ở ngoài Quang Mạc. Xong rồi Alex sử dụng một cái diamond bo, cái cục này. Thì tất cả những cái bộ đồ dũa này các bạn muốn mua, các bạn có liên website Alex, nó có tất cả trên hết, thì các bạn mua vậy các bạn chỉ có làm thôi. Đó. Tại vì những cái đồ dũa và những cái sản phẩm của Alex ra đều có khắc cái logo lên hết, nên không có thể bị giả mạo hay là bị nè, mỗi cái đồ này lại có khắc cái chữ chat này này hết, thì các bạn thấy không, nó sẽ không bị giả tạo hay là bị mua cái hàng không đúng ha. Đó, tất cả những sản phẩm mà lại sẽ có cái logo trên hết. Đó, đại khái những cây này các bạn thấy không, này nó sẽ hiện cái logo lên đây chat ha. Đó rồi, các bạn chuẩn bị chưa? Bây giờ là sẽ design nha. Ok, so you guys ready? So right now I'm start doing design. Before I do it, so I put little bit farmer. Make sure the nail it not chip off ha. Đây là cái loại farmer này nhá. Công ty Alex sẽ tính là cuối tháng này Alex sẽ ra cái farmer này luôn. Cái farmer này là một cái farmer nó không bị nóng tay và nó rất là last longer. Nó có nghĩa cái này là vitamin farmer ha. Thì hy vọng cuối tháng này Alex sẽ ra cái loại farmer này. Đó, thì Alex đang tham khảo thử cái chất lượng như thế nào. Đó, vậy ha. Hai thanh đặt ha, hai lọc khúc nào vậy mình kiếm hoài không ra. Qua mạc ha, qua mạc vô cái chỗ mà bán chỗ tăng trí nha. Ok, các bạn nhìn Alex cách mà phối màu ba cái màu vô này. Đó. Cái màu Corona này, cái màu công nhận smile nó mít rất là đẹp, Alex rất là thích cái màu này. Cái màu này phải nói là rất là đẹp, rất là, nó nhìn nó rất là lạ. Rồi, ok, you guys ready? Alex sẽ làm cái ngón này, Alex sẽ làm sau. Cái ngón này Alex sẽ làm kế tiếp, và cái ngón này Alex sẽ hồi cho Alex hướng dẫn mọi người làm cái viên đá này. Các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp. Còn cái này là Alex sẽ họa tiết vô ha. Ok, you guys ready? Đó. Trước tiên Alex thì Alex sẽ làm cái fan ở đây trước, để Alex cắt một cái smile line. Đó. Smile line thì Alex sẽ dùng cái Corona pin này. Đó. Alex sẽ bỏ lên. Các bạn nhìn không? Này. So I put up a little bit, so make sure all the colors they stay very good. Nào, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Rất là đẹp. Thế các bạn thấy Alex apply bột không? Rất là mượt và rất là êm ha. And right here too. You guys see it? Color is very smooth. So after that I angle the acrylic. Make sure I always keep the shape straight even ha. And I sẽ vuốt hai bên thôi. Để làm gì? Để mình tạo một cái độ cong ở giữa thì cục bột mình nó ra rất là đẹp và rất là tự nhiên. Các bạn thấy không? Đó. Các bạn nhớ khi các bạn làm phim ngành quay hay là các bạn làm cắt cái bột màu á, các bạn nhớ là đừng đắp đưa sau, đừng cho nó ra ngoài da nhiều quá. Các bạn đắp ra ngoài da nhiều quá, đó là một cái thiệt hại cho các bạn nha. Chúng ta sẽ dễ bị lick. Bạn thấy không? Angle all the nail inside. And after that, I clean a little bit like that. Make sure all the powder stay inside. And critical too. So, bây giờ Alex đã ăn gian cái độ cao của cục bột lên này, này để chặt mình làm gì? Để chặt mình cắt. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ use this one. Okay, I have this one right now right here. So I wonder now her nail is super clear. How I do it? So I have to wait try a little bit. I sẽ đợi cô xíu này. Các bạn nhìn nha, bỏ ngón tay đây, tháp nó xuống, đít một cái, tắt xuống một cái này. Đó. When you cut ready, huh?
But Alex muốn có một cái độ cong nữa thì Alex sẽ dùng cái số bự hơn. Đó, những bạn nào mà làm phim ngoài muốn đẹp đó, dùng cái số bự hơn. So I have to using the big light a little bit much more curve in the side. And this one too, I using the left one and I must curve in the middle side like that. You see? Make sure you get clean everything. So Alex sẽ link ra. Link ra cho sạch sẽ. And this side too, clean everything. You see? How perfect smile like, huh? Hay là cắt không? Các bạn muốn làm được cái này đẹp, nhớ là hai bên này này. You guys have to cut really deep. Because if you guys cut more deep, the side come out is more pretty. Okay, so right now, next. So I show you guys how to do this nail design right here. How you make the smile like. Okay, bây giờ các bạn thấy không? Thì khi các bạn bỏ cái ốc cá ngựa vô á, thì các bạn phải làm sao để có một cái đường biển đi nó rất là tự nhiên như vậy. Thì các bạn phải làm cái màu lạt hơn. So I have to mix two color right here. And before I do that, I have to take out this one too. Make sure I have outside ready. So, and I got to leave it right here too. Oh my god, this one is super pretty. Okay, let's lấy bỏ sẵn ha. Rồi, right now you guys see how I made the marble design. I have to connect to three colors right here. You guys see, I have three colors right here. So, I have to make light first, dark, light, green. You guys see it? And stand down. Stand now, mỏng thôi. Okay, so and tap it down and get another one. Okay, mình sẽ lấy cái màu đậm hơn xíu nữa. Stand now very slowly. And this slide here you have ready. So I made another side. Get a little bit different color. Let's chạy ngược lên đây. Make super thin for me, okay? And poke in the left side and right side for me. Make sure have all the powder. Thấy không? Các bạn thấy không? Đây làm sao này? Này, các bạn thấy không? Tự động, keep the run natural. Don't tap a lot because, you know, when you guys do the marble design, and after that, I put a little bit sparkle right here. This one. This one is super, super pretty sparkle leader. Oh my god, I love this sparkle leader. Không, đây là một cái loại kim tuyến nó rất là đẹp mà, nó rất là óng ánh ha. Này. Khi xuống dưới này rồi á, là các bạn phải hình dung trong đầu mình là bỏ cái ốc cá ngựa. Thì các bạn phải dùng cái màu mỏng thôi. So after that, I using the light color right here. Make sure connect together. You see? And plan it. Make sure it's lightly. Not too thick, okay? You guys see it? And keep the shape straight even. Là mình giữ cái shape này các bạn thấy không? Nó order ra cho nó tự nhiên. Và thứ hai nữa, nó phải lạc như vậy để làm gì? Alex đang cố tình để bỏ cái màu lạc hơn. And after that, I put the little sticker right here. Sorry mọi người nhé, nếu mà bạn nào đang có hỏi question đó, thì cứ những ai mà theo dõi Alex lâu rồi có thể giúp Alex answer cái question nhé. Tại vì Alex đang tập trung vào một cái design này nhé, để cho mọi người thấy cái nail art design nó ra nó đẹp hơn. And after that, Alex sẽ bỏ một cái cắt ngựa này. Alex sẽ bỏ lên đây. Wow, super pretty right you guys? And pop like that, deep under the nail. And right here, what I'm doing, so I put a little bit the up, and I put this one, okay? So I have right here. Để lấy con ốc khác ha. Ở nhà nhiều ốc quá rồi, để lấy con ốc ra. Okay, so, after that, I'll just get a little bit liquid, huh? Little bit liquid, and tap right here. Yeah. Make sure the nail. They fell again. Để Alex see, để Alex lấy cái cán ngựa đó. Sorry you guys. So maybe I got this one. And this one I put right here, huh? Các bạn nhìn này. Okay. So I keep right here for me. Okay. And push down. Okay, make sure they slide down in the nail. Còn thấy không? Đó thì nó đã vô cái nail rồi ha. You see they stay here right now, ready? Push down like that, make sure the inside, okay? Thấy không? Nó chỉ vô rồi. And after that, what you guys doing? You guys put a little bit clear powder in there. The clear powder. This one is the soft one. Clear powder right here. Okay, you guys put clear powder. Hold right here for me 3 seconds. Nó bỏ mỏng vô, nhẹ nhàng thôi ha. Nhẹ nhàng. Xong các bạn sẽ kéo xuống từ từ thôi nha. Push down very slowly. Okay.
An angle the nail right here must sure the curve perfect. Không, các bạn sẽ giũa từ từ đồng xuống này. Ép tự động xuống thôi. Nhẹ nhàng. Các bạn thích cái này không? Thích không? Thank you nhiều nha. So you guys please share my video for everyone come to see the same time. And this one that just slap the basic and later on I show you guys how to do the ombre ha. Cái này là cái chỉ bình thường thôi, bây giờ là sẽ vô cái khó hơn này. Cái khó hơn là cái làm ombre xong đè cái cá ngựa xuống. À, thì cái kia thì nó trước khi các bạn làm cái kia thì các bạn phải nhanh tay hơn nữa ha. À, là sẽ push down. Ok, and always này thì giữ cái shape này ha. À, because right now you should all decide to dip it down already. So right now the next thing I drew the ombre. This one ombre. So this one is a little bit hard more than this one because you guys have to do quickly. And the second thing you guys see the snake right here. So that's why you guys have to take a little bit more time. Before I do that, I have to move all the stuff right here. I get only two colors right here. This color. À, thì Alex sẽ chuẩn bị gì là chuẩn bị sao ngôi sao cá ngựa rồi ốc. Chuẩn bị ốc nữa. Ốc. Ốc đâu hết rồi. Excuse me. À, đây. À, thì Alex sẽ mua cái này ở ngoài website ha. So you guys can go buy on the I don't have share in the website, but you can go buy in the store. And this one too, have all the stuff designed right here. And wait me a little bit, I can look it up another. Excuse me, mom. Can you help me look in the ocean? This one. I'm not sure where to go in. The more ocean? Yeah. Okay. Bây giờ Alex sẽ làm qua cái ngón này ha. Các bạn chuẩn bị chưa? À, đây là đây này. No, not this one. This one just ocean. You can look at it down. Oh, right here. Đây. And this one I have right here right now. Okay, so I have to need more design. I put right here. Cái design này thì nó phải làm nhanh hơn xí nha. Nó không có làm chậm được nha. Tại các bạn làm chậm quá thì nó sẽ bị khô nhanh này. Bây giờ các bạn sẽ coi cái cách mà Alex làm kéo ombre này nhìn nha. Cái này. Ok, so right now I show you guys how to do ombre this one. Ok, so first thing I got a powder right here. Anh sẽ giữ 3 giây. Hold 3 seconds. Ok, and push down very slowly. Cái bột này rất là dẻo, các bạn không có worry nó sẽ mau khô hay là các bạn sẽ sợ nó bị mất sấp nha. And the first thing nữa Alex muốn chia sẻ cho mọi người ấy, phải làm cho mỏng nha. Ok, so tap like that because right now it's too square. Because you guys cannot moving right now. Yeah, I have to wait. And set down like that very slowly. Còn nhớ làm ombre cái nào Alex cũng chia sẻ là làm ở trên cực kỳ mỏng càng tốt. And push down, and push down. Yeah. And my powder is very thick, so it's easy to control it. You guys don't have to worry, they try it quickly. So and push down like that. Oh my god, so pretty color, right? So this one they call chocolate color. Xong rồi đúng không? Alex sẽ bỏ xuống này. Bạn thấy không? Đó, xong rồi Alex sẽ chia sẻ mọi người cách thiết kế ombre này ha. Đó, thì bây giờ Alex sẽ dùng cái màu Corona Pink. Ok. So I using the Corona Pink. Đó, bạn nào mà kéo ombre mà bị vô đây, nhảy vô đây luôn đi. Đó, giữ đây giữ 3 giấy. Push up for me a little bit. Okay, and stand down very slowly. Very slowly. Oh my god, super pretty. Stand down cái màu nhẹ nhàng thôi ha. Nhẹ thôi, ra nhẹ nhẹ thôi. And this one too. Yeah. Đó, nó sẽ nằm trong tất cả những cái phạm vi cái nail này ha. And right now what I'm doing, so I get a little bit the snake. Cái lưới này ha. So I get this one, I put in the powder. I should put in the powder because when I do it, they don't stuck. Alex sẽ làm cho cái món này này, nó powder nhảy ra. So, tap like that for me. And very gentle in the side too. You see it? It's down. And very slowly for Alex, okay? So don't do too much strong because you guys do too much strong, it must up very easy. So very gentle. You guys see it? How snake it come out? It perfect. And after that, you guys do it.
put cái ngựa lên coi á. Yeah, put this one on right here. Oh my god, so nice. See? And after that you can put it on next. Like movie star. And this one right here. And after you can put the star right here. Oh my god, nhìn nó sang, nó quá sang ha. You guys see it? And after that do very slowly, okay? Okay, làm vệ sinh năng của Alex. Oh yeah, thank you chị ha. Tại vì buổi ngày thì Alex làm việc bên công ty nhiều, làm việc bên kia thì Alex không có design nhiều được. Alex rất là busy. And after that I put right here. You guys see it? But how I must design is more pretty. So I have to like think right here ha. Alex sẽ bỏ một cái vân đá là gì để làm cho một cái bộ nail mình nó sang trọng hơn. So I got leave with the foil right here. Make sure they stand now. Giống như biển vậy ha. So I got leave it liquid and stand like that. And after that I using the small one by little. So make sure khi các bạn làm xong các bạn thấy không? Nó sẽ hiện ra tất cả những design is very pretty. And right now what I'm doing, so I put like little bit clear in there. But you guys remember make super thin, okay? So don't make really thick. Các bạn nhớ là phải làm cho mỏng da liệt nha. Tại vì nếu mà các bạn làm dày quá, đó là cái sự sai lầm khi các bạn đắp cái bột clear lên, nó sẽ làm rất là dày. And after that, I put the clear right here. You guys see it? And I push down like that. Very gentle. Always keep the shape straight even. Okay, Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người có thể bấm cái share video cho Alex nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Thank you you guys. Please share my video for everyone can see the same thing, the same time. Okay, and after that, I push down and I cover everything the design in the nail. Acrylic clear powder. Alex sẽ kéo xuống. So I just do on the left side and right side. Always keep the shape straight even. I always tell you guys like always keep the shape straight even, right? Make sure like you guys don't lose the shape. Okay, đây là cái màu rất là đẹp ha. Đây là trong cái set của 50 màu. Những bạn nào mà chưa có cái màu này thì có thể mua trong cái set 50 màu ha. Đó. Thì qua bên cạnh đó thì các bạn có thể nhìn vào những cái bộ nail của Alex cũng giống như những bộ nail của những người khác. Thì các bạn có thể có những cái màu rồi các bạn có thể design ha. Alex cảm ơn mọi Alex cảm ơn những bạn ngày hôm qua đã mua gần 10 set bột của cái set 50 màu ha. Hôm qua Alex có cái like hôm qua. Alex cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó, các bạn thấy không? Đó, xong rồi còn thấy không? It's straight everything even. Okay, what I'm doing next with this design. Okay, with this one. Okay, you guys see it perfect ready? And right now you guys like do this one. This one is little bit hard, huh? Cái design này có thể nó khó hơn xí này. Tại vì cái này á, là các bạn phải làm sao để cho nó vô thành cái 3D ảnh trong này này. Nó không có hiện, các bạn thấy không? Các bạn không thấy cái được lần này. Đó. Ok, you guys ready? So, qua mạc, đúng rồi, qua mạc. Vô trong qua mạc mà lên cái chỗ mà bán đồ trang trí thì thấy những cái lưới này này. Đó, cái cuộn này nó bán cuộn mà có 3 đồng bạc, có đồng bạc mà nó xài tới thiên thu lắm. Đó, thì chặt nữa, ai biết cái tên nó có thể bấm cái tên ra xong rồi gửi cái tên nó cho cái bạn gì đó đó. Bấm cái tên ra cái nó gọi là... How do you call this one? A mess. A mess. Các bạn bấm cái chữ ra ha. Bấm cái chữ ra xong rồi gửi cho cái chị gì đó. Ok. Rồi. Bây giờ Alex sẽ qua cái design này làm một cái vân đá. Thì các bạn biết cái vân đá này thì nó hơi khó xí. Khó một cái là mình phải làm sao cho nó nằm trong đó. Thì before you guys do it, you guys have to estimate. Estimate có nghĩa là mình làm sao để cho mình khi mình bỏ lên nó phù hợp nha. Là các bạn phải design trước. Chứ các bạn không có thể nào mà vừa tới các bạn mới làm kịp. Tại vì lúc đó nó khô rồi ha. So, thứ hai nữa Alex muốn chia sẻ cho mọi người là phải làm sao để cho nó nằm trong cái nail. So always stay inside. Thì Alex sẽ cắt chỗ này xí ha. Đó. Sẽ làm cho ngắn lại xí để làm gì? Để mình làm cố tình cho nó dễ dàng hơn cho mình. Đó. Cái thứ hai nữa là đừng cho, các bạn nhớ khi làm cái ma bộ này đừng làm cho nó wider. Because it's wider, it's a little bit harder. Ok, so I cut a little bit. And right now I open this design right here. Ok, Alex sẽ cắt cái này ha. Đó. Thì cái này Alex mua trong Skyla ha. Cái đá này là một trong cái supply Sky là bữa chủ nhật là có mới vô đó mua. Thì trong Alex thấy trong Sky là những cái supply khác họ có lấy những cái video các Alex hay bỏ trên cái TV á cũng là hay á. Tại Alex thấy bỏ thì cũng hay. Tại vì cũng cho mọi người biết được cái technique. Ok. Alex cũng cảm ơn những Snail Supply đã lấy những cái video của Alex đó, giống như là chia sẻ cho mọi người ha. Ok rồi bây giờ Alex sẽ làm this design. This sky livid marble, cái này nó thì nó hơi phức tạp xí nha. Nhưng các bạn phải làm sao để edit có nghĩa các bạn phải làm sao để cho nó hòa quyện với nhau ha. So before I do that,
So I using four color. Four color, this color, and this color, and this color, and this color. Little bit darker, ha. Thì những cái màu này có trong đó hết nha. Các bạn chuẩn bị chưa? Chuẩn bị cái đó rồi, chuẩn bị những cái này nữa để khi mình làm nó không bị mess up nha. You guys ready? So I put little bit liquid right here. So, and after that, I get the powder. 1, 2, 3. You guys see it? And plant it. You guys see? A plant it. It look like come out like marble. Các bạn thấy không? Đó, Alex sẽ bỏ cái thằng này lên. Đó. Các bạn thấy không? Tự động nó sẽ loan ra. Rồi Alex sẽ bỏ tiếp tục. Tiếp tục cái thằng này lên. Đó. Design là vậy đó nha. Nè, bỏ ra. It stand out if you guys don't have to touching very strong, okay? Very gentle. You guys touching more stronger. The mess up is more easy. So after that, I using this color and this color. Alex sẽ bỏ lên. Các bạn thấy không? Kéo lên. Đó, ra cái marble. Các bạn nhớ, khi nào cũng phải giữ cái biển Alex nha. Khi nào mình không phải đi với cái biển. So you guys always remember, always keep the shape straight for me. And the second thing too, left the color is running look like natural. So don't touching too much strong, okay? Because they mess up is more easy. Hả? Các bạn thấy không? Stand out, nhẹ nhàng. And what you doing next? So I make super thin ready. And after that, and I put the design in there. Where are you going? Okay, so I have to wait try a little bit. Alex sẽ đợi này, Alex sẽ bỏ lên. So gì sao nó dính này dữ vậy? Okay, so I move down a little bit. Move it down and put it on. Okay. Cái này sao nó chui ở đây rồi. Okay, so send it down like that. And make sure nó sẽ nằm trong đó hết. Các bạn thấy không? Make sure they stay in there. Đó. So what you doing next? How you make the design right here? It don't see the light right here. So right now I put a little bit two color. Đây là cái cách mà các bạn phải khóa cái marble lại. Tại vì sao nhìn như vậy thì nó không có được tự nhiên cho lắm. Tại vì nó nhìn nó rất là bị đơ, đúng không? Thì Alex sẽ hướng dẫn cho 10 cách mà để làm sao để nó không bị đơ nữa. So you guys use two color at the same time. Alex có thể lấy hai color, ba color này. Này, các bạn sẽ chạy rìa này, các bạn chạy rìa ra, chạy rìa ra. Các bạn thấy không? Đó, tự động nó sẽ cover hết tất cả. Đó. And right here too. You guys see it? They always cover everything right here. Cause you guys don't see the light. So after that, I'm using a little bit dark color. Cause make sure the marble is stand out is more pretty. And this side too. So if you guys like it more pretty, you guys can using a little bit sparkle right here. So I'm really love this sparkle too. Alex sẽ bỏ thêm xíu kim tuyến này này. Đây là cái cách mà cũng là một cái mà để mình lấy credit. Credit là gì? Giống như lấy điểm. Alex sẽ bỏ một xíu sparkle right here. Wow, this sparkle is super super pretty and very sexy. Very sexy. Bỏ lên. Nhớ nha, bỏ lên xí xí cho là vô. And this one too. Hai chị Justin chị phải không? And this one too. And I put stone right here. Okay. And this color too. You see? And I block everything on marble right here. You guys see it? Các bạn thấy không? Tự động nó sẽ khóa lại này. À, tự động nó sẽ khóa lại. Và là sẽ nhìn con nghiếc con những con tay này này. So I need a little bit more sparkle right here. Because this one is super super pretty already. Cái màu này quá đẹp đi. Cái kim tuyến này này. Alex sẽ bỏ lên xí để làm gì? Để cho cái nail mình nó được tự nhiên hơn xí ha. And after that, I using the brush right here and push down all the design deep in the powder. Because later on, I put the clear powder is more easy ha. Có nghĩa là Alex sẽ lấy cái cọ biệt lặng biệt đau lại làm chỉnh hết các bạn thấy không? Nó ra một cái biển rất là đẹp ha. Mình có thể bơi lên đó luôn ha. Đó. Hai Alex làm trễ vậy. Ok. Cái tên MDF7. Ok. And after that, what I'm doing? So I put a little bit of clear powder in there. Because I'm not sure I cover all the nail. So I keep right here 3 seconds. You guys see it? And push down. Các bạn thấy không? Giữ 3 giây da lệch này. Tự động bột nó chảy xuống. Các bạn đừng có làm nhanh tay quá. Rồi các bạn chỉ có ép hai bên da lệch thôi. Đó, chỉ có ép hai bên thôi. Đó, trong cái thời gian ép. Đó, các bạn sẽ ép xuống từ da lệch. Đó. Trong cái thời gian Alex làm á, bắt đầu Alex thấy cái chỗ này cho thêm một cái star vô đây nữa thì nó rất là đẹp này. Cho vô đây nữa. Oh my god, vô star vô đây. Đó. Trong ma bố thì có đá ha. Rồi ép xuống nha Alex. Gọi tên em đi anh hả? Gọi tên em đi anh ha, Steven. Đó, Alex sẽ vũa xuống này. Đó, vũa vô. Các bạn thấy không? So I cover everything, make sure all the design stay inside. Because right now you see I've applied the clear powder. You guys don't see the design show up because the clear powder. But after it dry, so I put the clear powder in there, you guys can see the design is more better.
Có nghĩa là khi Alex làm xong rồi, Alex sẽ bỏ một cái clear lên, các bạn sẽ thấy cái design nó come up, nó đẹp lắm, nhìn cái bộ nail rất là sang, từ cái họa tiết, từ những cái màu mà Alex phối ra ha. Đó, xong rồi Alex sẽ bỏ thêm sheet clear vô đây nữa, make sure đây look good. Look good. Đập ở nhiệt độ bao nhiêu là chuẩn? Nhiệt độ hả? Thì Alex nghĩ thì ví dụ như nó mau khô thì phải đắp nhanh thôi ha. Đó, nó phải là tùy cái nhiệt độ. Ok, you guys see it. And this detail right here. You see? Oh, you see before I don't put the top coat, you guys don't see right now, but after I put the top coat, you guys can see it look perfect. Okay? So talk too much. Yeah, I have to talk too much, but you understand. Okay, so after then ready. So I have to speak two language. Ui, mệt. Bây giờ nó mệt quá. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ qua cái design này ha. So, this design thì Alex sẽ làm một cái sample little bit này. Cái này đừng có nhiều quá nha. Ok. Ok, this one is stand out. Stand out. Alright, and this one too. That one, thank you, huh? And that right now, I'm using a little bit the color right here, and this one too. Do the same time, huh? Còn thấy không? Do the same time. Miss down, you guys see it? And I make super thin, okay? So don't make super thick, because if you make it really thick, and you guys don't see the design, huh? And after I put a little bit clear powder in there. Two right here too. Ok, so like that and that's it. Hay còn thấy không? Cái marble này nó ra rất là tự nhiên. Rồi bây giờ Alex sẽ khóa cái màu vô. So, and put the oyster right here. This one, a lot of you really like oyster. You guys can eat this or that oyster, huh? And this one, I put oyster right here. Ok, đây là cái oyster thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa, Alex sẽ bắt thêm con cái star ha. Cái star để Alex đi mua đó ha. Bỏ star đây một cái nữa. And right here is star. So my client, she want to be the movie star. So that's why she will see star in there. You see? And after that, I tap deep down in the acrylic. Các bạn phải bỏ cho nó deep xuống để khi mà các bạn vũ nó không bị lòi ra ha. Nhớ nha. And after that, I like chỉ bỏ thêm một xí thêm một xí cái foil cho nữa là xong. Tùy cơ ứng biến. And after that, I put a little bit of powder right here. Make sure they seal it. And mình sẽ seal lại ha. Cái design này vô. You guys see it? Oh, cách sắp tới có cái khác mà ngay là các bạn có số 14 sao? Ok, thêm mình, em. Ok, rồi bây giờ Alex sẽ đắp cái gì vô. Alex sẽ bỏ một sheet clear vô, cover everything this design right here ha. Mình sẽ bỏ vô. Make sure mình cover này. Đây là cái technique các bạn phải giữ cái shape này ha. And keep like that for me and stand out very slowly. Remember, don't lose the shape, ha. Các bạn phải giữ cái shape cho Alex nha. Phải giữ cái shape xuống cho Alex. Khi nào có hàng thông báo hả? Ok, thì cái set bột này trong 50 màu ha. Đó, thì các bạn nào muốn mua cái set 50 màu sẽ có cái set bột này. Và cái set bột thì bây giờ đang có cái giá on sale. Đang có cái giá on sale, còn Alex nghĩ còn có mấy set nữa là hết ha. Rồi, cái thằng này là cái thằng cuối cùng này. Đây là cái này thì nó Alex sẽ làm theo cái kiểu rust, có nghĩa là bằng vân đá đó. Vân đá thì nó cái này thì nó sẽ làm cho nó lạt xí. Tại vì á, đen đây cái bộ này các bạn đã thấy không? Tông màu Alex đã phối rồi thì cái màu ngoài nó phải lạt, nó không được đậm nữa. Nếu mà nó đậm nữa thì nó sẽ nhìn nó rất là nhiều. Đó là sẽ phối ba màu ở đây. Đó, các bạn thấy không? Để cho nó tự nhiên. Ok, so and after that I put next color. Để cho nó chạy xuống từ từ nha. Marble là vậy đó, marble là gì? Là tự nhiên. Là để cho nó chạy tự nhiên chứ không phải là để cho nó chạy tầm bậy tầm bạ nha. Bỏ lên. Cái cô đẹp quá. So I really love this gold leader. And after that I push this color to connect it. Làm sao cho nó ra nó tự nhiên ra lại ha. Giữ cái shape. Always giữ cái shape nha. Bỏ vô. Rồi after that, what I'm doing, I put a little bit of foil. Cái foil này để mình bỏ vô. Thì các bạn làm mấy cái name ocean này các bạn phải có những cái sticker hay là những cái vân cái
cái design giống cái này thì nó nhìn nó cái bộ nail nó sẽ đẹp hơn ha. Đó, mình sẽ ép vô, mình thấy không? Đó, cái bự cỡ nào cũng nhả lại cũng ép vô được hết ha. Đó, rồi bây giờ các bạn nhìn Alex sẽ họa tiếp cái kim tuyến ra này. Đó, thì bây giờ Alex sẽ lấy kim tuyến thằng này. Đó, mình sẽ bỏ vô. Mình sẽ loang ra, bạn thấy không? Chấm 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 nó tự động nó luôn rồi. À, tự động nó luôn rồi. Đó là cái cách mà để mình giấu cái marble của mình, giấu cái đơ ha. Sau đó mình sẽ bỏ thêm vài ăn ốc ăn sò vô đây nên cho nó bơi. Các bạn nhớ nha, khi mà các bạn bỏ ốc sò lên đó là cái chỗ đó là các bạn phải làm cho nó lạt ra chứ không được làm cho nó đậm nha. Tại vì sao? Nó đậm quá thì nó không có hiện lên cái design của mình nha. Lưu ý. Rồi, in the second thing too, I put the cái con cá ngựa. Cái này get li- Rồi sẽ bỏ con cá ngựa lên. À, thì con cá ngựa này rồi sẽ bỏ lên đây. 6 rồi hìa. À, mình sẽ bỏ vô đây. À, cá ngựa này thì khi nào mà thèm rượu quá thì bỏ vô ngâm là ngâm rượu uống luôn ha. À, and this one too. Bộ này Alex lấy, bộ này nếu mà Alex lấy, Alex sẽ lấy gần 300 bạc nha. 300 bạc. Nói chung nghề thật này là không có nói được tiền chị ơi. Nghề thật này là làm vì đam mê nữa. Thứ hai nữa, đôi khi khách nó đợi lâu quá thì nó làm lâu quá thì mình cũng giảm giá cho nó. Cho nên rồi Alex sẽ lấy ra này ha. Đó. Ví dụ như bộ nail, ví dụ tùy theo cái thời gian nữa, chút lần đầu mình làm thì nó hơi lâu xí. Nhưng mà khi mình làm qua rồi thì nó nhanh, nó tùy theo cái thời gian và tùy theo cái phản ứng mình để ra. Ok, Alex sẽ lấy ra. Các bạn thấy không? Đó, nó sẽ nằm trong hết. Đó. Nhìn nó rất là đẹp ha. Đó, các bạn thấy không? Từ cách mà phối màu cho đến khi kết thúc ha. Đó, xong rồi, Alex sẽ vũa nhẹ ra. Đó. Rồi, bây giờ mọi người có cái question gì không? Hai Hải nha, hai Ryan. Trời ơi, hai Phước, hai Hân. Bây giờ quá nhiều người hỏi luôn mà Alex không có một tin nhắn. Đó thì cái cỏ của Alex xài là Alex có hai số ha. Đó. Alex có tới hai số. Đó, Alex có từ hai số. Rồi, bây giờ Alex đợi khô xí ha. Đó. Thì hôm nay Alex sẽ làm dip, Alex sẽ làm đắp. Ngày mai Alex sẽ show các bạn những cái design của cái bột dip và những cái nail art design, cái tactics mới. Alex có rất là nhiều cái audit Alex muốn chia sẻ cho mọi người. Thì hy vọng những cái like kế tiếp nữa thì Alex sẽ làm những cái hay hơn nữa. Đó. Ok, so this one too. Mọi người có question gì không? Tại vì Alex làm like ít khi có question lắm. Tại cái gì Alex cũng nói là hết rồi. Alex ơi, tại sao mang bao tay? Không còn câu hỏi nào hết. Ok. Rồi, tiếp tục ha. Tiếp tục Alex sẽ giũa. Ở bây giờ này, các bạn thấy không? Cái nail này đã xong rồi ha. Rồi bây giờ Alex sẽ giũa cho mọi người xem thử cái thằng này đi. Alex sẽ thử một ngón trước đi cho các bạn thấy được cái đẹp nó hiện lên như thế nào ha. Đó. Này, các bạn thấy cái design này gì nữa? Này, ta sẽ giũa ngon này. Đó, khi nhắc tới nail thì các bạn phải lưu ý cho Alex một điều, đó là gì? Đó là shape. Đó, các bạn phải làm shape sao cho nó chuẩn. Đó, thì cái bộ nail, thường thường á, Alex nhìn một cái bộ nail á, thì Alex không có nhìn vào cái design. Alex chỉ nhìn vào cái shape. Đó là cách mà Alex nhìn một bộ nail khía cạnh. Đó, nên khi các bạn cố gắng làm cái shape cho đẹp á, thì các bạn làm có dày cỡ nào nữa hay là mập cỡ nào nữa thì cái shape nó cũng làm cho cái nail chuẩn ha. Nên các bạn cố gắng. Đó, giũa chỗ này cho Alex này. Bên này cũng vậy. Can you relax for me please? Ok. Anh giũa vô, các bạn thấy không? Thì khi audit cái nail all decide right here and right here. Cái màu đẹp quá. Cái này chắc là được nhiễm bỏ treo lên chắc chịu không nổi đâu. Cái này là cái design thứ hai ha. Alex sẽ giũa từ dưới này vô. Này, móc từ cái kết nối này này. You guys see right here. Make sure the shape right here is more straight for me. It's super super straight, ok? Giũa đây nữa, các bạn thấy không? Khi còn giũa móng dài, các bạn phải giữ ngón tay bên này để làm gì? Để làm một cái trụ này. Kéo một đường thẳng đủ cái tua cho Alex. Đó, kéo thẳng một đường tua cho Alex. Giũa ra. Cái cup and shape thì nó khó hơn cái slider, móng tip, móng ok như các bạn. Nên khi các bạn làm cup and shape, các bạn phải để ý, đừng có nhìn Alex làm đẹp hay không. Mà phải nhìn cái gì không?
có nghĩa là phải nhìn cái thao tác Alex làm. Tại vì khi các bạn để cái nail design của Alex quá thì các bạn không có nhớ được cái technique là Alex vẽ như thế nào hay là làm như thế nào để nó ra như vậy. Nên các bạn nhớ nha, khi các bạn học một người nào đó, nhưng bạn với những người mới học một người nào đó, thứ nhất là phải để ý những cái thao tác của người đó. Cái thứ hai nữa, tại sao họ làm ra được như vậy? Đó, tại vì khi các bạn tập trung vào cái design, các bạn nhìn cái gì đẹp vậy, để tới giờ các bạn không có nhớ thao tác nữa là các bạn sẽ không làm được hả. Lưu ý điều đó cho Alex nha. À, đẹp lắm chú, đẹp lắm em mì hai. Ok, and this one too ha. À, sẽ dũa vô, dũa vô. Các bạn thấy không, kéo thẳng từ đây qua đấy. So much straight for Alex ha. And this one too, much straight for me. And make sure khi xong rồi á, thì thường thường Alex muốn chia sẻ cho mọi người, muốn dũa nhanh hơn nữa thì các bạn sẽ dùng một bộ đồ dũa này này. Các bạn sẽ dùng this bit right here, it's file very quickly. Alex sẽ dùng cái đồ dũa này này, Alex sẽ chạy ngang ở dưới này. You guys see, Alex sẽ chạy từ dưới này lên. À, đây là cái technique mà các bạn dũa cup and shape rất là nhanh và giống như cái móng nhọn vậy á, rất là nhanh. Tại vì khi các bạn làm móng dài á, là các bạn phải dũa rất là nhiều. À, tại vì sao? Bột nó dư hay là đại khái như vậy, dũa ra. À, các bạn thấy không? Đó, kéo này các bạn kéo cái tự động á, hai cái angle này ha, nó sẽ straight hết, nó sẽ straight hết này. Nhìn này, đó, nó sẽ straight hết. Các bạn thấy không? Nó sẽ straight hết và làm rất là nhanh. Đó là cách mà Alex chỉ cho những cái bánh khóe mà làm những cái cup and shape. Rồi, xong rồi á, Alex sẽ dũa lại thêm một lần nữa, make sure là cái nail của mình nó straight ha. Nó straight. Và thứ hai nữa là thường thường á, nhiều người bạn nó dũa tại sao mà bị angle, có nghĩa cái độ cong ở dưới này này. Tại vì các bạn nhớ là để cái dũa này phải để thật như này, hơi xéo thôi. Đừng có để kiểu vậy, các bạn dũa kiểu vậy chập nó bị mất bột và thứ hai nó bị cong ở đây nha. Lưu ý nha, phải lưu ý điều đó cho Alex ha. Đó. Kim dũa bị mất bột ở dưới hai bên góc, đúng rồi. Tại chị Kim chị dũa ở dưới chị Kim. Nên chị khi chị Kim cố gắng dũa nè, nhớ Alex nè, giữ ngón tay ở đây nè ha. Kéo một đường thẳng, nhớ cho Alex dũa xếp là gì? Phải dũa từ đây tới đây, thấy không? Nó đã có cái góc cạnh này nè. Mình phải dũa cho đúng. Còn các bạn mà dũa mà không đủ cái tua và thứ hai nghiêng tay thì không được. Không được làm như vậy. Này, không được làm như vậy, làm vậy là sai nha. Khi dũa xong rồi các bạn kết thúc là thẳng ra hoặc đi ra vậy, chứ không được quẹt một cái vậy. Bởi vậy Alex đi dạy những học sinh, Alex thấy 10 học sinh hết 9 học sinh là cứ dũa xong rồi quẹt một cái, dũa xong quẹt một cái. Bởi vậy tại sao cái xếp nó ra bị méo? Đó, lưu ý nha. Đó. Những bạn nào mà ở gần Garenro hay là về Phước Lộc Thọ về Cali thì có thể ghé công ty của Alex ha. Công ty Alex nằm ở trên đường Garenro, trên đường Beach ha. Đó, gần đường Washington. Đó, thì hôm nay thì Alex có tới có 4 bạn từ những tiểu bang khác về đây mới mua supply hồi sáng ghé công ty Alex. Thì cũng Alex cũng chia sẻ cho những cái technique cũng giống như làm những cái ombre đại khái, cứ stop by đi. Thì hy vọng Alex sẽ giúp cho ha. Rồi, các bạn thấy không? Khi xong rồi các bạn phải dũa đây này. Dũa đây, keep strong for me. Nếu mà long nail là các bạn không được cầm ở đây, các bạn phải cầm ở đây. À, các bạn thấy không? Dũa nó ra thẳng bên nè. Này, bỏ cái shape vô này, các bạn thấy không? Ra cái cup and straight. And right here too, and right here too. Hai Trần Anh Tấn ha. Hai chú phụ hả? Đó, hai chị phát triển. Đủ thứ tên luôn. Ok, các bạn thấy không? Angle hai cái này các bạn thấy không? Nó straight and this one too. Đó. Các bạn thấy khi mà Alex giảng về cái cup and shape không? So when you guys do cup and shape, always take care of the shape straight even for me. Because you guys make the cup and shape straight even, you guys can see all the nail is perfect. Các bạn thấy không? Từ cái shape này, góc cạnh bên này cũng vậy ha. Chị Kim, thank you Alex đã chia sẻ. Thank you chị ha. Chị nhớ cho em là chị phải dũa thẳng nha, chị không được làm cho nó cong quá. Rồi các bạn thấy không? Khi các bạn đo từ độ thẳng, độ cong và độ ngoài này, các bạn thấy không? Đó, nếu mà khách nào khó quá, phải dũa lại nha. Rồi một cái mà Alex muốn chia sẻ mọi người, tại sao nhiều người bạn bị hay quên khi các bạn dũa cái gì, đúng không? Các bạn dũa vậy xong bằng nhau, nhưng mà khi các bạn dũa vậy này, các bạn làm cho nó gắn lại bằng nhau thì khi tự động các bạn làm lại thì cái độ bự ở đây nó sẽ bự ra. Nên các bạn phải làm sao phải dũa vô cho nó giống nhau lại. Đó. Rồi, right now I clean it. Ha. Clean everything right here, các bạn thấy không? Chạy dũa ra này. Đó, make sure. Nếu móng dài các bạn sẽ bỏ một cái tay dưới này này để làm một cái trụ để nó không có sạc. À, các bạn thấy không? Đó, thằng này cũng vậy luôn. Đây này, đây là cái smile lại lại Alex cắt này, nhìn này. Alex sẽ dũa ra này. Đó, nhìn nó rất là sắc ha. Đó, đây là cái smile lại này Alex cắt của cái pink and white. Đó, Alex thì Alex ngày xưa Alex hay chuyên về cắt bột pink and white lắm. Đó, nên những cái mà mánh khóe Alex chỉ cho mọi người á, là cố gắng làm sao mà cắt cái smile lại cho nó perfect, nó sắc sảo hai bên á, thì các bạn sẽ làm ra nó rất là đẹp ha.
bên này này, đó dũa ra, còn thấy không, đó nó ra rất là đều ha, đó dũa này nhẹ nhàng, đó and this one too, đó dũa ra, and this one too nhẹ đây, đó thank you chị nhé, thank you mọi người rất là nhiều, đó rồi các bạn nào mà muốn mua supply hay là muốn nữa thì bỏ những cái code của Brian hay là của Tammy bỏ vô thì các bạn được 10% off nha. Đó, các bạn nhanh tay lên tại vì có giới hạn ha. Rồi bên này một cái nữa, nhẹ nhàng thôi. Trời ơi cái món này nó ngộ này, cái món này nó đẹp kiểu khác. Nó đẹp cái kiểu theo kiểu mơ mây á. Mơ mây là gì có nghĩa các bạn thấy không? Cái thằng này với thằng này nó khác nhau, cái màu này. Nó rất là đẹp, nếu mà các bạn làm theo cái màu khác nó cũng đẹp nữa. Nhưng mà có một cái là hai cái này nó đi trùng với nhau. Ok, xong rồi ha. Rồi Alex sẽ bắt phờ. À lộn, Alex sẽ chạy thêm cái cuticle nữa nhé. Nó chạy khi qua Alex sẽ dùng cái đồ dũa dễ thương này này. Alex sẽ dắt phờ ra. So I have to clean all the cuticle right here. Make sure for now we clean it perfect. Because if later on it not chip up. And right here too. Ha. Alex phải dũa mỏng trong cái cuticle này. Cho nó đẹp ra. Wow, đó thấy không. Phải dũa cho đều hết. Đều hết cho Alex. À, cái này rất là hay ha. Những bạn nào mới vô nghề mà bị cắt tay chảy máu này thì tìm cái thằng này. À, rất là hay. À. Rồi. Alex, Alex biết mọi người đang chờ cái lúc là thấp cốt bỏ lên ha. Trời ơi cái thấp cốt bỏ lên nhìn nó sáng, nó đẹp lắm. Nó dễ thương lắm, phải không Ryan? Ryan đồ dũa dễ thương quá à. Cái câu này nhìn cái quen quen vậy ta. Dễ thương quá à. Ok rồi bây giờ Alex sẽ bóc phở nha. Alex sẽ bỏ treo cho mọi người xem. So right now I bóc phở the nail. So I put the top coat gel. Đó, thì khi cái nail nó đã ra đẹp rồi á, thì Alex không có bỏ gì nữa. Đó là gì? Alex không có gánh đá hay là gánh gì lên nữa. Thì nó hơi màu mè quá, tại vì nó quá nhiều rồi ha. Đó, đây là cái kiểu nail của Ocean. À, rất là đẹp, bạn thấy không? Từ cái smile line, từ cái đồ cát. Đây là cái mà Alex vừa làm line, Alex vừa nói á. Còn nếu thường thường Alex không có làm line, Alex không có nói, thì Alex sẽ làm straight và thẳng và exactly hơn nữa. Tại vì lúc Alex làm line á, thì Alex biết sẽ có nhiều người họ sẽ dùng những cái từ hơi khó nghe. Có nhiều người họ talk too much hay là không có làm mà làm lâu quá thì các bạn nhớ đừng có chửi những người đó nha. Alex mong đừng có chửi những người đó, đôi khi họ không có hiểu hay là họ không có biết là mình cái like nó như thế nào nên các bạn đừng chửi họ. Đó. Lưu ý nha, tại vì Alex không có muốn trên cái like Alex có cái sự xúc động hay là cái sự này nọ nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Ở còn thấy không? Xong rồi thấy không? Let's là straight. So what I'm doing next? So I put the gel. À con nhìn này. Ok, so Alex sẽ use cái gel của Alex này. Đây là một cái gel nó rất là bóng và rất là bóng. Cái gel này các bạn có thể giữ cho dip, cho bột màu rồi cho silat luôn. Đa số rất là nhiều tiệm nail bây giờ dùng cái gel này dùng cho silat tại vì nó rất là cứng và là chắc này, là bóng nữa. Nên rất là nhiều tiệm. Đó, một ngày Alex rất là có nhiều người order cái gel này mỗi ngày luôn. Mỗi ngày order luôn á. Ok rồi, bây giờ Alex sẽ bỏ cái gel các bạn coi này. Để cái how stand out này. So right now I put the top coat. You guys can see how crazy design ha. Cái này là cái màu Corona Pink nha. Cái màu của Smile mới biết ra. Cái màu là màu trong collection Ombre 15 màu. Wow, super crazy. You guys see it? And right now, Alex sẽ lấy một xí cái kim tuyến mắt đây. Ok. And Alex sẽ stand out right here. Make sure they smooth. Wow, crazy is it? Đẹp quá ha. Mà sáng nó bóng quá. Nó bóng quá, không phải anh ha. Ok rồi, cái này là cái mơ mây này. Wow, nhìn này. Wow à, đẹp quá. Còn thấy nó bóng không à, bóng, bóng lắm. Bóng sờ băng. Bóng, bóng sờ băng, bán sờ bông. Bóng lắm nha. Giữa nhỏ xí đây này. Đó, bên này cũng vậy nữa. Đó, bên này nữa nha. Bỏ dưới đèn. Ok, put the light for me please. Các bạn nhớ khi các bạn làm món dài là các bạn nhớ cho Alex là một điều á là gì? When you guys do a long nail, remember you guys do only two hands first. Don't do the same time because a lot of people when the lot of people when you do the same time it always easy to mess up it. So remember do only two, okay? So after that I do next. Nhẹ thôi, bỏ xuống luôn, dip xuống. Wow, đẹp quá. Cái màu này đẹp quá. Ha, dũa mỏng một cái, giữ xếp. Ok, cái này này, cái này là cái mà nãy giờ Alex biết rất là nhiều người coi thử nó đẹp như thế nào ha. Để lại coi này nha. Đẹp chết người. Ok, bây giờ là sẽ bỏ lên này. Can you do like that for me? Yes, thank you. Này, chị coi nha. Wow, nè, nhìn này. Alex sẽ bỏ cái kéo cái thóc cốt xuống này.
Wow, đẹp quá. Trời ơi, cái này nhìn nó giống như là thiệt luôn á. Đôi khi Alex nghĩ là nó là đồ gì. À, này, còn thấy không? Nó quá đẹp đi. À, bắn thêm ra Alex đi. I'm out in the shell. Ok, Louis, the shell. I think you have the shell ready, Louis. Ok, bây giờ Alex sẽ bỏ cái thằng lên. Wow, cái này cũng đẹp đấy này. Đó, à, cái này là cái màu nãy kim tuyến mà Alex dùng theo một cái kiểu cổ điển của cái màu khác. À, nhìn nó rất là đẹp. Wow, it's so pretty, huh? You guys can see it. How pretty is it? And I'll keep the shape straight right here. Make sure it's straight. Đó, à, thằng này cũng vậy luôn. À, hôm nay hôm qua ha. Rồi, put the light for me, please. Ok, after done thì Alex sẽ làm gì? Alex sẽ dọn mấy cái này hết. Alex sẽ chỉ cho mọi người cách chụp hình ha. Và mọi người sẽ thấy cái design nó come out như thế nào ha. Đó, à, thì à, qua một cái like cũng giống như là một cái mà Alex muốn chia sẻ cho mọi người trong cái đam mê là gì. Có nghĩa là cho dù bất cứ những cái sản phẩm hay những cái design gì hết á, sản phẩm là gì chỉ là một cái chất lượng kết lâu dài không thôi. Còn nói về cái nail art design hay tất cả thì các bạn cứ làm. Tại vì các bạn làm các bạn mới có được cái kinh nghiệm được. Nên cứ làm ha. Rồi bây giờ Alex sẽ bỏ cái oil top coat ha. Alex sẽ bỏ cái top bỏ oil lên để làm gì, để khi mình chụp hình cho nó đẹp. Để cái miếng bột dư này ha, Alex sẽ bỏ dầu lên. Đó, thằng này cũng vậy. Đó, cái màu Corona Pink này đẹp quá. Cái màu này Corona Pink này nha, là cái màu của Smile vừa mới mix ra nha. Những bạn nào mà mua cái set 12 màu, 15 màu của cái ombre á thì có cái màu Corona Pink ha. Đó, vuốt nhẹ ra. Rất là đẹp. Thằng này cũng vậy luôn. Xem mà mê luôn. Xem mà mê luôn hả? Thì qua đi rồi Alex đi. Rồi Alex làm lái cho coi hít, xong rồi Alex sẽ lấy khăn nha. Alex sẽ bỏ cái ra hết này. Can you move out everything? À, Alex sẽ bỏ lên cái bàn. À, Alex sẽ bỏ qua cái bàn, Alex sẽ quay gần cho coi nha. Ui trời ơi. Này các bạn thấy không? Này. Wow, nó sáng không? Ok, Alex sẽ coi, các bạn coi thử rõ hơn này. Ha. Cho để Alex xí. Ok, các bạn nhìn nha. Này. Này, nhìn vô này. Đó, Alex sẽ quay gần vô. Các bạn thấy không? Nó rất là đẹp. Đây là cái nail thứ hai này ha. Đó, cái góc bên này. Đó, thì bây giờ Alex hướng dẫn mọi người cách chụp hình ha. Alex sẽ bỏ thẳng như vậy. Các bạn thấy không? Từ cái shape Alex phối ra không? Đó, đây là cái copy and shape Alex đó, thì ngày xưa giờ Alex chuyên về copy and shape. Alex không có làm mấy món kia nhiều. Alex chuyên về copy and shape. Can you move this way for me? And stay like that okay for me, okay? Okay, don't move. Okay, so and this nail right here too. Okay, put straight like that, straight hand. Yes, ha, huh. This hand right here. Còn thấy không? Đó, đây là cái nail mà Alex vừa mới làm ra ocean ha. Đó. Các bạn thấy rõ chưa? Straight for me like that, okay? Ok, các bạn thấy không? Cái top coat này, nhìn nó lại cho coi này. Nó cực kỳ bóng luôn. Relax, no, relax before. Like xem before. Yes, thank you. Các bạn thấy không? Nó rất là bóng. Ha. Cái này Alex chấm điểm, cái này Alex là chấm điểm cao nhất này. Cái này này. Cái này còn đẹp hơn là cái cũ nữa. Đó. Cái cũ này nữa. Các bạn thấy không? Đó. Còn đây là cái marble ngựa này. Cái màu là màu Corona Pink nha. Là cái màu này ai muốn mua thì mua cái màu Corona Pink. Đây này, cái màu này Alex chưa có đóng cái nắp. Đây là cái màu Corona Pink nha. Này. Đó, thì đây là cái màu của cái màu này kia. Đó, còn đây là cái màu perfect. Ok, so right now I want to say goodbye to you guys. And I'm really really say you guys watching my video. I hope you guys have a wonderful night. And see you guys tomorrow. And thank you mọi người rất là nhiều nha. Thì bây giờ những bạn nào mà muốn order supply thì có thể lên website Alex order ha. Đó, trong cái set 50 màu. Thank you mọi người rất là nhiều. Love you guys.